Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tham gia một chương trình ăn chia tổng giải thưởng lên 25.000 USDT token in nha bạn. Từ trên sàn KuCoin nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click vô phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn phải có một cái tài khoản ở trên sàn KuCoin nha các bạn. Thì khi vào sàn KuCoin thì các bạn bấm vào mục sign up, các bạn đăng ký email và mật khẩu các bạn. KYC dán này không bắt buộc nên mình khuyên các bạn KYC luôn đi các bạn, để mai chiều có rút tiền hạn mức có thể tối đa các bạn. Rồi bạn copy cái UID này từ sàn KuCoin các bạn, rồi các bạn bắt up lên các bạn, rồi cần về mới trên app cũng được. Rồi các bạn trở về một cái link form hồi nãy bạn bắt UID nãy vào đây các bạn. Bạn chờ chút xíu các bạn, chào dán tao lao người ta. Rồi các bạn đi vào nè. Rồi các bạn bấm tiếp nha bạn. Rồi thì đáp án thì mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đó các bạn. Thì các bạn dựa theo các bạn ấy các bạn. Câu đầu tiên thì câu C nè. Tiếp tục thì câu A nè các bạn. Câu B nè, đây có 8 câu các bạn, thì các bạn lần lần xuống. Câu C nè. Rồi câu A nè. Rồi câu A nè các bạn. Rồi câu B nè các bạn. Câu B các bạn. Để mình làm lại các bạn ơi. Làm lại nha các bạn. Câu đầu tiên là câu C nè. Tới câu A nè, tới câu B nè, tới câu C nè, tới câu A nè, tới câu A nè, tới câu B nè, rồi tới câu B nha các bạn. Rồi bạn bấm nút tiếp. Rồi các bạn nhấp vào đây, các bạn đăng ký một cái tài khoản ở trên sàn Research nè các bạn. Các bạn đăng ký, các bạn chỉ việc bấm vào đăng ký thì email và số điện thoại này nọ cũng được các bạn. Email mật khẩu là được à. Rồi các bạn điền lại cái email các bạn đăng ký trên sàn Research nha các bạn. Đây thì nhấp vào rồi, hướng dẫn cho bạn coi. Thì vào đây các bạn nhấp vào trang cá nhân nè các bạn, trang cá nhân đầu người của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy một chữ đăng ký. Một sign up, các bạn sẽ biết các bạn đăng ký email và mật khẩu và xác nhận mật khẩu là được các bạn. Không cần vào mail công phiếp các bạn, không có mail đâu. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ thôi các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ các bạn. Ok, sau này tôi cần nó in này nó sẽ không có gì sàn KuCoin nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.